Hello, hello. Xin chào các em đến với video gợi ý của anh ở sách thơ số 106. Go. Câu số 1 này anh sẽ đặt phụ. Đặt phụ này mà là bấm máy đi, mọi người bấm máy đi. Đặt t bằng 3x trừ 3 rồi xử lý vi phân. Gợi ý xong. Câu 2 này công thức thôi. Thể tích bằng bi tích phân từ A tới B của F bình trừ G bình nằm trong tuyệt đối, nhưng mà thật ra cái bài này cái g nó bằng không rồi, cho nên em dùng cái f bình thôi. Vậy cái biên lấy đâu? Cái này là y bằng không đúng không? Cái biên là em lấy ở chỗ là em cho hai này bằng nhau em giải ra đó. Gợi ý câu 2. Câu 3 không gợi ý luôn. Câu 4 hả? Em bấm máy xong em tìm phần ảo âm rồi thế vô nhân y đó là gợi ý câu 4. Câu 5, à câu 5 là tôi mới nói kỹ nè. Câu 5 là người ta hỏi biểu diễn số phức phải không? Như vậy bây giờ người ta cho biểu diễn của cái z rồi, nhưng mà người ta lại không kêu tìm biểu diễn z mà người ta kêu tìm biểu diễn w, hiểu không? Người ta kêu tìm biểu diễn của w thì cái cách giải ở đây á là chúng ta sẽ rút z, chúng ta sẽ rút ra cái z xong rồi chúng ta mới thế vô cái module z, thế vào cái module z bằng 2 nè, xong rồi mình khai triển một hồi, mình khai triển một hồi một hồi là ra được cái đường tròn luôn. Ok chưa? Đó là của anh nè. Hoặc là các em có thể lên mạng search cái dạng này cũng có nhiều 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 giáo viên cho lắm, cho nên tìm hiểu đi, dạng này hay gặp á. Rồi câu 6. À, câu 6 thì người ta cho hai điểm AB nằm trong mặt phẳng P. Anh vẽ nha, hai điểm AB là nằm đây. Xong rồi nó nói gì? Nó nói là cái mặt phẳng B này vuông góc với mặt phẳng Q hả? Rồi inbox rồi. Em sẽ có vector AB là một cái vector chỉ phương. Xong là tại vì thằng B này nó vuông góc với thằng Q đúng không? Thì cái vector pháp tuyến của thằng Q là vector này, ví dụ như vậy. Vector pháp tuyến của Q là vector này thì em lấy, bây giờ mấy em lấy có hướng giữa NQ. Cái em lấy có hướng giữa NQ và cái vector AB là nó sẽ bằng vector n của phẳng B. Tại vì về mặt bản chất á, vector pháp tuyến của Q nó chính là vector chỉ phương của P luôn, do nó song song bậc trùng. Rồi, gửi ý câu 6 xong. Câu 7, câu 7 không gì gửi luôn, câu 7 là tính khoảng cách thôi, công thức khoảng cách. Câu 8 là các em sẽ đi tính bán kính AG của cầu. Đây cái kính gỡ cầu là cái anten nè. Nó sẽ bằng khoảng cách từ cái tâm tâm Y. Này tâm Y nha, không có tâm O đâu, tâm Y đến mặt phẳng B là chấm dứt bài toán. Hết câu 8. Câu 9, à nó cho song song, song song tức là nó sẽ có bộ đầu là cái này, nó là cái bộ đầu, cái bộ đầu của mặt phẳng B thì nó là 2x trừ y trừ 3z cộng d bằng 0. Xong rồi các em tính, chỉ cần các em thế cái tọa độ m vô mặt phẳng B này thì các em sẽ có được cái d và bài toán được xử lý. Next, câu 10, viết phương trình đường trung tuyến AM. Cái này là các em vẽ tam giác nha. Đây AM đây, kéo xuống đây BC. Như vậy điều này có nghĩa là các em chỉ cần tính công thức trung điểm các em ra được điểm M. Nếu các em sử dụng công thức trung điểm các em sẽ có điểm M, mà có điểm M là bài toán này hết rồi đúng không? Với điểm M viết phương trình đường thẳng AM thì cái này em có điểm A điểm điểm M rồi là các em biết được rồi. Tóm lại là chapter 106 anh cho hơi dễ cho nên anh gửi rất là nhanh. Thì anh mong rằng các em sẽ làm tốt ở chapter 106 nha. Rồi có gặp khó khăn gì thì nhắn tin cho anh sẽ giúp các em. Tạm biệt các em, bye bye.